Xin chào tất cả mọi người. Xin chào. Lại là Phước Sửu và Hana. Rồi, tụi mình sẽ hôm nay sẽ review một cái lớp house rất là lớn tại cái phân khu Florida của dự án Nova Phan Thiết. Dạ, Florida là phân khu số 7 nha anh. Đây là một cái club house lớn hơn cái club house lúc nãy mình đi. Dạ. Dạ. Cái này là view của nó là view hồ nha anh. Quá tuyệt vời. Rồi, xin mời Calamen và mọi người đi vào phân khu Florida phân khu 7 này ha. Dạ vâng. Thì trước khi mà bước vào clubhouse thì mình sẽ thấy ở đây được bố trí cũng rất là nhiều cây xanh nè, phía bên trong nhà và ở trên là kính nha anh. À vậy hả? Mình trong một tòa nhà và có những cây xanh và có những cái lớp kính ở bên trên, cảm giác giống như là mình đang ngoài trời không? Đúng rồi. Mà ánh sáng tự nhiên làm cho mình cái không gian nó rộng và nó cũng rất là thoải mái, nó cây xanh nó cũng tốt. Rồi, thì Phước Sửu và Hana sẽ trải nghiệm một cái clubhouse cực kỳ lớn của cái phân khu Florida này. Một cái hồ, view hồ cực đẹp phải không? Dạ vâng, đúng rồi. Khác với cái clubhouse mình vừa xem á, thì cái clubhouse này á, là cái view chiu chiu ra nhìn ra hồ. Thì mình cùng tham quan nha anh. Chà, quá chiều luôn á. Nhìn hồ và nhìn tất cả các biệt thự đơn lập cũng như nhà phố đủ màu sắc luôn anh. À. Là không phải chỉ có màu xanh xanh không mà là màu đủ các loại màu sắc luôn. Hana ơi, ở đây là có hồ bơi, cảm giác như là đa số là hồ bơi ở đây là tràn bờ hết phải không Hana? Đúng rồi. Cảm giác rất là đẹp luôn. Đây gọi là hồ bơi vô cực á anh. À, hồ bơi vô cực phải không? Nhìn không có điểm cuối luôn anh. À, nhìn không có điểm cuối luôn. Phía xa kia là những cái căn song lập của phân khu Florida. Dạ, song lập cũng như là nhà phố luôn anh. Một cái lớp hầu rất là lớn và nằm trong một cái khu compound rất là lớn của dự án Nova Phan Thiết Hana. Dạ. Hana cảm nhận như thế nào khi bước vào một cái lớp hầu lớn và có cái hồ bơi vô cực như thế này? Dạ, thì thực sự thì cũng rất là ấn tượng ngoài cái màu sắc của nước đó. Của các hai cái hồ lớn thì ở đây thì khách hàng được nhìn tất cả cái view của tất cả những cái shop house cũng như nhà phố và biệt thự, và là sắc màu đa sắc màu của bốn mùa lên rất là nhiều cây xanh. Quá tuyệt vời không Anna, khi mà mình được sở hữu những cái căn biệt thự này, shop house này, nhà phố với một tầm view gọi là rất là rộng, view vườn, view garden không Anna? Dạ. Đúng rồi, cái này là đặc biệt là ngoài cái view garden, view vườn ra là mình có cái view hồ cũng rất là đẹp anh ơi. Đây là những cái hồ này thì có thể quý các anh chị khách hàng có thể là sở hữu căn nhà ở Florida có thể check in ở tại cái những cái vòng xoay tại giữa hồ luôn anh. Wow, mình có thể thăm giữa hồ luôn đi. Bán đảo anh. Và một cái bán đảo của cái hồ cảnh quan rất là lớn không? Mình có thể check in và nhìn vào cái hồ bơi vô cực này. Chủ đầu tư ở ở trên là view đồ nhìn xuống hồ và dọc theo cái sông hồ là có những cái cung đường á, đi bộ rất là mát nữa. Ở đây thì rất là nhiều loại cây và điều đặc biệt ở đây là cái mức độ phủ cây xanh của dự án này nó rất là nhiều vòng. Em rất là ấn tượng về những cái cây xanh cũng như là hoa. Chủ đầu tư cũng rất là chăm chút từng chút một. Ấy. Gần như là những cái dự án ở đây là hòa mình với thiên nhiên và kết hợp thiên nhiên và con người. Chính xác anh. Rất là thích. Có biển, có núi, có đồi, có hồ bơi, có sông phải không? Dạ vâng. Kết hợp nên một cái dự án đa màu sắc và gọi là thiên nhiên, trở về với thiên nhiên, trở về với những cội nguồn của nha, những cái truyền thống từ lâu ra đời là không khả năng. Rồi, Phước Sửu và Hana để mình ra mình trải nghiệm một cái khu vực gọi là cái này gọi là gì? Cái này là khu vực check-in hồ tiểu cảnh đó. Có thể gọi là cái bán đảo không anh? một cái bán đảo nhỏ của cái phân khu Florida là một cái nơi gọi là trải nghiệm và nhìn về thực sự về cái view của cái lớp hầu lớn này còn Hana. Dùng cái lớp hầu với một cái cách thiết kế rất là tân cổ điển phải không?
kết hợp hiện đại. À, hiện đại, kết hợp hiện đại và những cái căn nhà cổ điển, cán bộ điển, đa màu sắc không? Với một cái dự án có tầm cỡ tại Phan Thiết, với quy mô lên đến là 1.000 hectare. 1.000 hectare, 16.000 căn, khoảng 16.000 căn biệt thự cũng như là nhà phố. Dạ. Rồi, để có nhiều cái thông tin hơn về cái dự án Nova Phan Thiết và chi tiết là cái phân khu Florida, thì quý anh chị và các bạn hãy alo ngay cho Phước Sửu và Hana. Gọi cho mình nhé. Chúng mình sẽ cho quý anh chị những cái bản báo giá là cực kỳ hấp dẫn và những cái hình thức thanh toán là cực kỳ hợp lý. Đúng rồi, với chính sách đó, bán hàng và cũng lựa chọn những căn có vị trí đẹp nhất thì hãy gọi cho kênh của mình ha. Mình sẽ cung cấp thông tin và cho anh chị một cái cơ hội đầu tư tuyệt vời tại Nova Phan Thiết. Dạ. Rồi, xin chào anh chị.